Mới đây, Lisa Blackpink đã tiếp tục tung ra tạo hình thứ hai nhằm quảng bá cho màn comeback solo đầu tiên trong năm 2024 mang tên Rockstar. Khác với tấm ảnh trước đó, lần này Lisa quyết định nhá hàng toàn bộ concept với biểu cảm cực chiến cùng mái tóc World Cut, makeup tông khói cháy hết nấc, làn da nâu bóng khỏe khoắn quyến rũ và bộ outfit trắng tạo nên sự đối lập gây bất ngờ cho người xem. Bên cạnh đó, bộ phụ kiện với nail trắng gương, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai bản to cũng làm cho tổng thể của concept của Lisa trở nên ngầu đét chưa từng thấy. Đặc biệt, mái tóc wolf cut của Lisa trong bức ảnh lần này còn khiến người hâm mộ bất giác liên tưởng đến hình ảnh của cô nàng thời pre-debut. Theo đó, hình ảnh làn da nâu cùng mái tóc tém của Lisa thời điểm trước khi gia nhập Blackpink từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Thời điểm này, không ít người hâm mộ phấn khích và gọi Lisa là cậu em trai. Cũng chính vì thế mà với tạo hình mới nhất, cộng đồng mạng còn phải thốt lên rằng Lisa quá đẹp trai với mái tóc tém cháy phố. Trong ảnh concept visual đầu tiên được công bố, Lisa khoe visual khác lạ khi kết hợp kính bảo hộ, dây chuyền và đá quý răng, khoe concept ngôi sao nhạc rock chưa từng có và thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Rockstar của Lisa chính là sự trở lại đầu tiên của cô kể từ khi thành lập Elon. Đây cũng là album đầu tiên được phát hành sau khi ký hợp tác với RCA Records, một hãng thu âm trực thuộc Sony Music, một trong ba công ty phân phối lớn ở Mỹ. Kể từ sau Concert Bromping, Lisa đã có bước lột xác hoàn toàn mới. Tháng 10 năm 2023, Lisa trở thành tâm điểm của truyền thông quyết định trình diễn táo bạo tại hộp đêm Crazy Horse Paris, Pháp. Khi hình ảnh và thông tin về các màn biểu diễn của Lisa tại hộp đêm được phát tán những ngày qua, khán giả tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Tiết mục của Lisa bị nhận xét hạ thấp giá trị của phụ nữ, biến họ thành món hàng ở công sở. Nhiều khán giả thừa nhận họ thất vọng khi Lisa, một ngôi sao sở hữu phần lớn là người hâm mộ vị thành niên, đồng ý biểu diễn tại một hộp đêm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả trẻ còn non nớt về nhận thức. Dù nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, tuy nhiên Lisa lại có sự ủng hộ từ những người bên cạnh. Mẹ của Lisa thậm chí rất hào hứng khi xem màn trình diễn của con gái. Bà Chitit Rosweiler liên tục hét to và bày tỏ sự thích thú khi con gái biểu diễn. Bà cũng xuất hiện với hình ảnh vui vẻ khi rời hộp đêm sau các đêm diễn của con. Ngoài mẹ ruột, bạn trai cũng là người ủng hộ Lisa trong quyết tâm thay đổi hình ảnh. Doanh nhân trẻ Frederic Arnold có mặt trong tất cả các đêm diễn của bạn gái. Anh cũng vui vẻ cổ vũ và tương tác với bạn gái trong những phần trình diễn táo bạo của cô. Sau đêm diễn cuối cùng của bạn gái tại hộp đêm, Frederic Arnold đã đưa Lisa tới một quán bar khác ở Paris, Pháp để ăn mừng. Ngôi sao gốc Thái Lan thoải mái nhảy nhót vui vẻ cùng bạn trai, hai người vui chơi tới gần sáng. Lisa và Frederic Arnold được phát hiện ăn tối tại một nhà hàng cùng mẹ và người quen của nữ ca sĩ. Trên Twitter, đoạn video được thực khách ở nhà hàng ghi lại cho thấy Lisa đang nói cười vui vẻ khi ngồi cạnh bạn trai. Lúc rời đi, hai người không né tránh ống kính của phóng viên. Ba thành viên còn lại của Blackpink gồm Jisoo, Rose, Jennie cũng đều có mặt tại các đêm diễn của Lisa tại hộp đêm để ủng hộ em út. Cuối năm 2023, Lisa và các thành viên Blackpink đã từ chối ký hợp đồng cá nhân với tập đoàn giải trí YG Entertainment. Tuy nhiên, bốn thành viên vẫn tái ký hợp đồng hoạt động nhóm. Điều này khiến fan thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn được chứng kiến bốn cô gái đứng chung sân khấu. Tháng 2 năm 2024, Lisa đưa ra thông báo chính thức về việc ra riêng. Nữ ca sĩ gốc Thái Lan xác nhận cô đã thành lập công ty có tên là Elow. Công ty được mô tả là sẽ thể hiện tầm nhìn của nữ thần tượng về ngành âm nhạc và giải trí. Người đẹp viết, tại Elow, trong vai trò một công ty quản lý hoạt động nghệ thuật, chúng tôi đam mê tạo ra những trải nghiệm vượt qua các thể loại và kết nối các thế hệ. Cốt lõi của chúng tôi nằm ở sự đổi mới không ngừng. Chúng tôi không chỉ vượt qua các ranh giới mà còn định nghĩa lại chúng, tạo ra âm nhạc đỉnh cao và thách thức mọi thể loại.